Sau đây các bạn sẽ tìm hiểu mục tiêu truyền thông dựa trên mô hình AIDA. IDA chính là mô hình thể hiện bắt đầu từ sự chú ý, quan tâm, mong muốn dẫn đến hành động. Trong giai đoạn chú ý thì mục tiêu của doanh nghiệp là giúp cho nâng cao nhận biết của khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Từ sự chú ý sẽ chuyển sang cái giai đoạn là quan tâm, đưa ra các chiến lược xúc tiến, từ các chiến lược xúc tiến sẽ đưa ra các mục tiêu xúc tiến nhằm được sự tạo sự quan tâm từ phía khách hàng. Sự chú ý và quan tâm hay còn nói là sự mục tiêu nhận biết cũng như mục tiêu quan tâm từ khách hàng chỉ là điều kiện cần chứ phải một điều kiện đủ. Thì trong giai đoạn mong muốn thì các doanh nghiệp phải đưa ra các chiến lược, chiến thuật cụ thể để nhằm nâng cao sự mong muốn của khách hàng. Cuối cùng ở giai đoạn hành động, giai đoạn này thì làm sao để khuyến khích thuyết phục khách hàng chuyển từ giai đoạn mong muốn có được sản phẩm dịch vụ sang hành động cụ thể là hành động mua hàng.